Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng, hôm nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức lễ báo công tại Lán Nà Nưa, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Cùng đi có các đồng chí nguyên trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Trần Văn Quýnh, Vũ Văn Toàn. Tại buổi lễ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những năm qua, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh. Thời gian tới, đội ngũ lãnh đạo cán bộ Ban tuyên giáo tỉnh ủy, ngành tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, những kết quả đã đạt được, tích cực chủ động sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại buổi lễ, 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được tuyên dương khen thưởng. Nhân dịp này, Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đã trao 10 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.